Chào nhé, xin kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Tư ngày 2 tháng 11. Kính thưa quý vị, mọi chú ý của thế giới đang dồn cho thành phố Cannes ở miền nam nước Pháp, nơi của gặp tay ba giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Hy Lạp diễn ra trước khi thượng đỉnh G20 khai mạc. Cuộc gặp diễn ra theo thể yêu cầu của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sau khi Thủ tướng George Papandreou của Hy Lạp quyết định tiến hành trưng cầu dân ý về việc có chấp thuận khoản tiền cứu nguy kinh tế trị giá 130 tỷ euro mà các quốc gia châu Âu sẽ hỗ trợ cho Hy Lạp hay không. Tin tức bên lề cuộc họp nói rằng hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ yêu cầu nhà lãnh đạo Hy Lạp bỏ ý định này. Về phần mình, Thủ tướng Hy Lạp giải thích rằng trưng cầu dân ý là giải pháp duy nhất mà ông cần thực hiện để vượt qua sự chống đối của người dân trước những đòi hỏi và những biện pháp khắc khổ mà chính phủ phải thực hiện khi nhận tiền cứu trợ. Thủ tướng Hy Lạp đến can ngay sau khi hoàn tất cuộc họp khẩn cấp kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ với Hội đồng Chính phủ. Kết quả cuộc họp khẩn này là nội các Hy Lạp nhất trí ủng hộ đề nghị mà ông đưa ra. Trong khi đó, lãnh đạo các cường quốc kinh tế đều lên tiếng bày tỏ ngạc nhiên trước quyết định của chính phủ Hy Lạp. Tổng thống Pháp Sarkozy nói rằng hành động của chính phủ Hy Lạp khiến cả châu Âu phải ngạc nhiên, bảo thêm rằng giải pháp cứu nguy đi kèm với những điều kiện chấn chỉnh lại chi tiêu là giải pháp duy nhất để giúp Hy Lạp giải quyết tình trạng nợ nần. Bộ trưởng tài chính Nhật Bản là ông Jun Azumi cũng đưa ra lời phát biểu tương tự, nói rằng chuyện Hy Lạp bất ngờ loan báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý khiến cả thế giới thắc mắc không biết tên muốn gì. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tài tránh khu vực EU là ông John claude Juncker cũng đưa ra phát biểu, nói rằng nếu không chấp nhận khoản tiền cứu nguy kinh tế thì Hy Lạp sẽ vỡ nợ tức khắc. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên hồng lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước EU tuân thủ những điều khoản đã đặt ra trong cuộc họp tuần trước tức thi hành đúng với kế hoạch cứu nguy tài tránh do Hy Lạp để tránh tạo thêm xáo trộn cho nền kinh tế của những nước đang sử dụng đồng euro và đừng gây thêm bất lợi cho mọi kế hoạch phục hồi kinh tế mà các nước khác đang áp dụng. Báo chí ở những nước đang sử dụng đồng euro cũng bày tỏ quan điểm cứng rắn với Hy Lạp, chẳng hạn như tờ Conan Dung Tung lớn nhất của Áo cho rằng nên loại Hy Lạp ra khỏi danh sách các quốc gia trong khu vực euro để tránh thiệt hại cho những nước còn lại. Ngay tại Athens, hầu hết những tờ báo ủng hộ chính phủ cũng không đồng ý với quyết định của chính phủ, gọi đó là quyết định tự sát và chê bai thủ tướng là ông vua gây rắc rối. Và cuối cùng, thưa quý vị, quyết định trưng cầu dân ý của thủ tướng Hy Lạp cũng khiến cho thị trường chứng khoán khắp thế giới bị sụt giá. Các chỉ số chứng khoán từ châu Á, châu Âu cho đến thị trường chứng khoán New York của Hoa Kỳ đều bị mất điểm. Kết thúc phiên giao dịch chiều thứ ba, các thị trường chứng khoán Paris, London và Frankfurt đều sụt giảm hơn 4% tất cả các chỉ số chứng khoán chính tại thị trường Wall Street của Hoa Kỳ đều giảm ít nhất là 2%, bị sụt giảm nhiều nhất là cổ phiếu của các ngân hàng cho Hy Lạp vay nợ. Và kính thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.